Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel Hùng Mai, mình là Dũng Rồi đây. Hôm nay thì đang bị đau họng bởi vì mấy ngày nay suốt ngày đi tham dự các cái buổi ra mắt các cái siêu phẩm. Anh em nhìn thấy ở trên tay đây mình là một chiếc Bifone. Nhưng mà những cái siêu phẩm này ấy, thì nó sẽ chỉ có những cái cộng đồng mà anh em yêu công nghệ thì anh em mới để ý thôi. Còn là đối với những cái người dùng phổ thông thông thường thì người ta lại thường chọn những cái sản phẩm mà nó đã tức là đã ra mắt được một thời gian, đã có tiếng tăm rồi, và điển hình đó chính là các cái sản phẩm của Samsung. Và hiện tại bây giờ trên thị trường đang có rất là nhiều các cái mẫu mã Samsung khác nhau mà nó phù hợp với rất là nhiều các cái túi tiền. Tuy nhiên thì anh em đang bị bội thực với cái vấn đề là không biết nên chọn chiếc Samsung nào, hay là cái dòng nào, dòng line new hay là dòng mới hay là dòng chính hãng để có thể phù hợp với cái túi tiền của mình cũng như thế nào có được chất lượng tốt nhất. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ không tư vấn về Bifone, mình sẽ tư vấn chọn mua cho anh em về Samsung. Đối với những cái mã Samsung sách tay thì cái mặt hàng mà có thể nói là chiếm nhiều nhất và được quan tâm nhiều nhất đó chính là máy line new. Mọi người rất là hay đánh đồng máy line new với máy khoảng 95% hay 97%, nhưng thực tế thì không phải. Line new dùng để chỉ những chiếc điện thoại giống gần như mới luôn nhưng mà đã qua sử dụng. Thông thường thì điện thoại line new đã được sử dụng trong một thời gian rất ngắn và nó trông giống hệt như mới. Nó không phải là máy tân trang mà điện thoại line new xuất xứ từ người bán muốn lên đời máy, hay là trong trường hợp thiếu tiền chẳng hạn, nên mới bán khi mà chưa sử dụng nhiều. Lúc này thì được gọi là máy line new bởi vì hình thức máy thì vẫn còn như mới luôn, không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì về phần cứng cả, không hỏng hóc hay là phải sửa chữa gì. Và thường thì thậm chí có nhiều máy còn đang trong thời gian bảo hành nữa cơ. Vì vậy cho nên giá thành của những chiếc điện thoại line new thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với giá ban đầu của nó. Thường thì sẽ rẻ hơn được khoảng chục triệu nếu như mà anh em tham khảo các cái sản phẩm của Samsung. Thứ hai đó chính là về máy line new Fullbook. Thực ra đối với cái dòng sản phẩm line new Fullbook thì có rất là nhiều các cái đơn vị làm cái dòng sản phẩm này. Tuy nhiên anh em hãy thật sự chú ý cho mình nhé. Như thể là mình đã nói thì có rất nhiều các cái đơn vị làm cái dòng sản phẩm này. Tuy nhiên thì cái phụ kiện bên trong chỉ là cái phụ kiện tặng kèm chứ không phải là cái phụ kiện zin, thậm chí không hề có tai nghe cho anh em luôn. Còn tại Hùng Mobile thì tất nhiên là sẽ tặng kèm một cái bộ phụ kiện rất là zin cho anh em, bao gồm có cả sạc nhanh này, có cả tai nghe AKG, nói chung là toàn bộ đều là một cái bộ phụ kiện zin cả thôi. Về cơ bản thì máy line new Fullbook cũng giống như là máy line new Notebook, hình thức có phần đẹp hơn và quan trọng nhất là đem lại sự yên tâm hơn cho anh em. Đối với cái phiên bản này thì cái điểm lợi nhất cho anh em có lẽ là cái bộ phụ kiện, bởi vì các bạn phải nên biết là bộ phụ kiện zin bây giờ mua ngoài có lên đến khoảng 600.000 rồi. Trong khi đó thì mức giá của máy line new Fullbook chỉ cao hơn hàng trần khoảng 500.000 mà thôi, quá là hời cho anh em luôn. Thứ ba chính là một cái dòng máy không thể thiếu khi mà mình nhắc đến Samsung sách tay, đó chính là máy đổi bảo hành. Thực ra thì để mà nói thì nó phổ biến thì cũng không phải, rất ít các cái đơn vị kinh doanh cái dòng Samsung đổi bảo hành này thôi, hình như là chỉ có mỗi Hùng Mobile. Và đối với máy đổi bảo hành thì có cả máy trần và máy Fullbook luôn. Phụ kiện thì vẫn như vậy nhưng mà cái điểm nổi bật của cái dòng đổi bảo hành này chính là những chiếc máy mới 100% chứ không phải là máy đã qua sử dụng rồi đâu. Mình thấy khá là nhiều anh em muốn mua máy 100% mà giá của máy chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam thì quá là cao để tậu một chiếc máy mới, và rất là khó luôn. Thế nhưng đối với hàng Hàn hay là hàng Mỹ đổi bảo hành thì sẽ rẻ hơn thậm chí cả chục triệu so với chiếc máy được phân phối tại thị trường Việt Nam. Và đối với máy đổi bảo hành kể cả là máy Fullbook hay là máy trần đi chăng nữa thì nó sẽ có mức giá cao hơn hàng cũ trần độ khoảng 1 triệu. Thì đây là một cái khoản đầu tư mình thấy là khá là xứng đáng cho các bạn. Vậy là trên đây thì mình cũng đã tư vấn cho các bạn những cái dòng sản phẩm Samsung đang được rất là nhiều người ưa chuộng trên thị trường, nhất là cái dòng sản phẩm Samsung sách tay. Còn máy chính hãng thì mình không nói rồi nhá. Và bây giờ đang có rất là nhiều các cái dòng khác như hàng đổi bảo hành này, notebook này, hay là hàng Fullbook các kiểu. Thì anh em hãy tìm hiểu kỹ. Và ít nhất thì bây giờ Hùng Mobile đang có những cái dòng sản phẩm này thì các bạn có thể qua trực tiếp Hùng Mobile để có thể tham khảo nhá. Có rất là nhiều luôn, kể cả máy line new, hàng Mỹ, hàng Hàn, các kiểu thì anh em có thể tham khảo trực tiếp tại website Hùng Mai. Mình sẽ để được link mua hàng phía bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo. Còn cái con Bifone ở trên tay mình đây thì mình sẽ có một cái video trải nghiệm cho anh em sau nhá. Còn bây giờ thì nhớ nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Hùng Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.